3 năm nghe kẹn chờ cơm, các con nghe thấu bẹ buồn bị bao. 3 năm chứ 10 năm cũng được, 10 năm, 20 năm cũng được, miễn sao thần y không lừa được trẻ em bệnh tật nữa, miễn sao bố thần y không lừa được người nghèo, những người khốn khó nữa, miễn sao những người nào đó không lợi dụng và trục lợi trên sự khốn khó, khốn khổ của nhân dân đồng bào dân tộc Việt Nam nữa. 3 năm chứ 10 năm cũng được. Ok nhá. Miễn sao người dân sáng mắt ra trước cái gọi là hào quang rực rỡ, miễn sao cái xã hội này thấy rõ được bản mặt của những người mà luôn xây dựng cho mình một hình ảnh gì gọi là gì hoàn hảo, trước một kịch bản rõ ràng, một kịch bản lừa đảo từ trong nước ra ngoài nước. Miễn sao xã hội này nó sáng mắt ra là được. Đấy nhá. Đấy, 10 năm cũng được. Chỉ có cái một điều là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có những người có cha sinh mẹ đẻ đàng hoàng, có tên có tuổi đàng hoàng, được khai sinh rõ ràng. Đấy, và có dữ liệu dân cư rõ ràng nhưng lại núp lùm. Chán ấy, chán thế thôi nhỉ. Đấy, cho nên là tớ không chơi với núp lùm. Đấy nhá. Vì có cha sinh mẹ đẻ đàng hoàng, có khuôn mặt đàng hoàng mà. Ok, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tớ không gần mực,